vì là phần là vì được mặc đồng phục nên là như trở về cái cảm giác là 15 năm trước khi còn là học sinh cùng với các bạn. Bây giờ thì mình không còn nghĩ đến cái công việc ở bên ngoài cuộc sống, không còn nghĩ đến gia đình con cái, mà bây giờ ngay lúc này mình chỉ hoàn toàn là ở đây cùng với các bạn. Nhìn thấy ba thầy cô, thầy Dũng, cô Dương và cô Tình thì bản thân mình cảm thấy rất là vui. Tại vì thầy cô vẫn luôn đồng hành với sự trưởng thành của tụi mình từ năm 18 tuổi cho đến tận bây giờ. Và hy vọng thầy cô sẽ tiếp tục dõi theo tụi mình trong hành trình sống, hành trình làm người. Tụi mình sẽ cố gắng trở thành những con người là tử tế, sống biết ước mơ, sống tốt và sống một cuộc đời ý nghĩa. Mình chúc thầy cô thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều sức khỏe để cùng tụi mình là tham dự những cái kỷ niệm 20 năm, 25 năm và nhiều năm sau nữa. Mình muốn nhắn nhủ tất cả các bạn học lớp 12-1 niên khóa 2004-2007 Tiểu La một cái lời là mong các bạn hãy luôn nhớ về tình bạn của tụi mình. Dù là tụi mình có là ai, ở địa vị nào, thì khi mà trở về trường, khi mà trở về lớp thì chúng ta luôn là những người bạn của nhau, luôn là quay về những kỷ niệm thời áo trắng thật là đẹp. Nên các bạn hãy luôn luôn đồng hành cùng với lớp, đồng hành cùng với tụi mình. Tụi mình sẽ đi cùng nhau không những là 15 năm trước mà còn 15 năm sau, 20 năm, 25 năm sau nữa. Gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà, la 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng vui quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân. Thì cứ bước, chẳng sợ ai chê. Đam mê phía trước, đừng đợi chờ lê thê. Mơ và hay cứ ước thanh xuân. Mình cũng không biết đối với các bạn 15 năm có rất là dài hay ngắn hay không. Nhưng mình nghĩ rằng 15 năm hay 20 năm đều không quan trọng. Quan trọng là các bạn ở đây đều với bạn học của mình. Nhớ môi trường và lớp học thân thương này đã gắn bó với chúng ta những năm đẹp nhất trong cuộc đời. Và hay hơn hết quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. Thầy nghĩ rằng trong cuộc đời cái sự gặp gỡ của chúng ta là bắt đầu từ duyên, và từ cái duyên gặp gỡ ban đầu ấy, thầy cũng đã gắn bó với các em 3 năm giảng dạy, và cái duyên ấy bây giờ lại được nối dài. Bằng những lần gặp gỡ sau này, chắc chắn các em sẽ không có được tình bạn một cách trong sáng, một cách vô tư, vô vị lợi như là cái tình bạn của chúng ta. Có nhiều bạn trong lớp thì đi học lớp không nhớ bạn có mặt, không nhớ thầy cô gì hết. 15 năm, một chặng đường. Nếu như ai đó bây giờ hỏi em rằng muốn quay trở lại, muốn quay trở lại thì muốn quay trở lại khoảng thời gian nào, một tuổi bao nhiêu? Nước mắt không rơi, sau này ta sẽ có. You don't need to kill me.
Hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better.